Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Thưa quý vị, vào sáng ngày 29 tháng 9, anh Vũ Minh Hoàng, 42 tuổi, tài xế xe khách Thanh Bằng, lái xe khách giường nằm đi theo hướng thành phố Hà Giang tới thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Trên xe lúc đó có 5 người gồm cả nhân viên và nhà xe. Khi đến km 51+200 quốc lộ 2, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang thì bị đất đá từ quả đồi sạt xuống đè trúng xe khách. Sau vụ sạt lở, chiếc xe bị đẩy xuống cống bên đường. Đất đá vùi lấp một phần thân xe. Rất may mắn, anh Hoàng và những thành viên trên xe đã thoát nạn. 17h45 ngày 29 tháng 9, chiếc xe khách được lực lượng chức năng cẩu khỏi hiện trường trong tình trạng bị hư hỏng phần vỏ. Động cơ tạm thời vẫn hoạt động bình thường. Anh Vũ Minh Hoàng cho biết, bản thân vẫn đang rất run và sợ hãi khi nhớ lại cảnh tượng quả đồi sạt xuống đè trúng xe. Anh Hoàng kể, lúc đó tôi đang đi trên quốc lộ 2, phía trước có một xe cùng chiều đi chậm hơn nên xe tôi cũng đi chậm lại. Khi đến khu vực xảy ra sạt lở, tôi thấy một số người vẫy tay ra hiệu nguy hiểm. Lúc nhận ra thì không kịp. Theo anh Hoàng, khi xảy ra vụ việc, trên xe mọi người gần như chỉ biết trông vào phép màu xảy ra. Anh Hoàng nói, đất từ quả đồi lao xuống rất nhanh, mạnh với khối lượng khổng lồ. Lúc đó tôi chỉ biết cách nắm chặt tay lái và nín thở chờ đợi điều tồi tệ xảy đến. Ngay lúc đó, đất sạt xuống lại đẩy xe khỏi mặt đường mà không úp xuống bao trùm nên tôi và mọi người thoát được ra ngoài. Bà Vũ Thị Hoa, chủ xe Thanh Bằng chia sẻ, sáng ngày 29 tháng 9, khi nhận được tin xe gặp nạn, bà từ thành phố Tuyên Quang lên để hỗ trợ xử lý vụ việc. Theo bà Hoa, khi đến nơi, thấy mọi người an toàn khiến bà nhẹ nhõm vì xe hỏng thì có thể sửa, tính mạng con người là quan trọng nhất. Thống kê của Công an tỉnh Hà Giang cho thấy, có hơn 3.000 mét khối đất đá từ ta luy dương trên quốc lộ 2, đoạn qua xã Việt Vinh sạt xuống khu dân cư, làm đổ sập 3 ngôi nhà. Đất đá tràn xuống mặt đường làm 5 xe, 1 xe khách, 1 xe tải và 3 xe con bị vùi lấp. Ngay sau khi sự cố xảy ra, cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Phòng Cảnh sát Giao thông cùng với Công an huyện Bắc Quang đã có mặt tại hiện trường để phối hợp tìm kiếm nạn nhân. Lực lượng chức năng đã huy động 6 máy xúc và 8 ô tô tải để san gạt và vận chuyển đất đá. Đến trưa ngày 29 tháng 9, lực lượng đã tìm thấy nạn nhân tử vong là bà Tạ Thị Hát, 53 tuổi, trú tại thôn Nậm Bông, xã Việt Vinh. Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân mất tích và hỗ trợ các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Theo cơ quan chức năng, số người bị vùi lấp có thể tăng lên và lực lượng công an tỉnh Hà Giang vẫn đang huy động thêm người để tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp. Quả đồi sạt xuống quốc lộ 2 ở Hà Giang, nhiều xe gặp nạn. Ngày 29 tháng 9, thông tin từ công an tỉnh Hà Giang cho biết, mưa to kèm dông trên địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã gây thiệt hại lớn đến tài sản của nhân dân. Ông Nguyễn Đình Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, Hà Giang cho biết, vụ sạt lở xảy ra tại km 51 quốc lộ 2 vào sáng ngày 29 tháng 9 đã khiến khoảng 10 người bị thương, 2 người bị mất tích. Vụ sạt lở vùi lấp 2 nhà dân cùng nhiều ô tô xe máy. Hiện tại, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Giao thông trên quốc lộ 2 tuyến Tuyên Quang Hà Giang bị tê liệt. Trước đó từ đêm ngày 27 đến 9 giờ sáng ngày 29 tháng 9, trên địa bàn huyện Bắc Quang có mưa to đến rất to kèm theo dông. Xét tại một số xã, thị trấn Thượng Bình, Đồng Tâm, Việt Vinh, Hữu Sản, Kim Ngọc, Tân Lập, Tân Thành. Tính đến 9 giờ sáng ngày 29 tháng 9, nước lũ đã cuốn trôi bà Vân Thị X, 54 tuổi, trú tại xã Việt Vinh. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Việt Vinh đã huy động lực lượng chức năng tìm kiếm. Tại xã Đồng Tâm, sạt ta luy dương vùi lấp nhà bếp hộ gia đình ông Mai Ngọc Tê, thôn Bản Buốt, có cháu Mai Thị Xê, học sinh lớp 5 chưa thoát được ra ngoài. Các lực lượng đang khẩn trương tiếp cận hiện trường để tổ chức tìm kiếm. Theo thống kê sơ bộ, mưa lớn đã gây thiệt hại cho 15 hộ gia đình tại xã Việt Vinh và xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Bắc Quang đã cử lực lượng đến hiện trường để nắm bắt tình hình, xác minh thiệt hại và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai. Lực lượng cũng đã giúp các hộ dân sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở di chuyển đến nơi an toàn. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Giang cũng đã bố trí lực lượng và phương tiện để tuần tra, kiểm soát, phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự và an toàn giao thông. Ngày 29 tháng 9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, mưa to kèm theo dông trên địa bàn huyện Bắc Quang, Hà Giang đã gây thiệt hại lớn đến tài sản của nhân dân. Cụ thể, từ đêm 27 tháng 9 đến 9 giờ ngày 29 tháng 9, trên địa bàn huyện Bắc Quang có mưa to đến rất to kèm theo dông, xét tại một số xã, thị trấn, Thượng Bình, Đồng Tâm, Việt Vinh, Hữu Sản, Kim Ngọc, Tân Lập, Tân Thành. Tính đến 9 giờ ngày 29 tháng 9, nước lũ cuốn trôi bà Vân Thị X, 54 tuổi, trú tại xã Việt Vinh. Hiện tại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Việt Vinh đang huy động lực lượng chức năng tìm kiếm.
tại xã Đồng Tâm, sạt ta luy dương vùi lấp nhà bếp hộ gia đình ông Mai Ngọc Tê, thôn Bản Buốt, có cháu Mai Thị Trờ, học sinh lớp 5, chưa thoát ra ngoài được. Các lực lượng đang khẩn trương tiếp cận hiện trường để tổ chức tìm kiếm. Theo thống kê sơ bộ, mưa lớn đã gây thiệt hại cho 15 hộ gia đình tại xã Việt Vinh và xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang. Ngoài ra, tại km 51 trên quốc lộ 2, đoạn qua xã Việt Vinh, nước lũ đã tràn qua đường với độ sâu khoảng 1 mét, gây ách tắc giao thông. Đất đá từ ta luy dương trên quốc lộ 2 sạt xuống khu dân cư và mặt đường, vùi lấp nhiều ngôi nhà, nhiều phương tiện gặp nạn. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Bắc Quang đã cử lực lượng đến hiện trường để nắm bắt tình hình, xác minh thiệt hại và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai. Lực lượng cũng đã giúp các hộ dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở di chuyển đến nơi an toàn. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Giang cũng đã bố trí lực lượng và phương tiện để tuần tra, kiểm soát, phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự và an toàn giao thông. Liên quan đến vụ việc, ngày 29 tháng 9, ông Nguyễn Đình Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Vinh cho biết, trên tuyến quốc lộ 2 đoạn km 52 đường Hà Giang, Tuyên Quang qua địa phận xã vừa xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng. Vị lãnh đạo thông tin, vụ sạt lở xảy ra khoảng 10 giờ sáng nay, khiến 10 người bị thương, 1 người bị mất tích, hiện vẫn chưa tìm được. Tuyến đường quốc lộ 2 bị đất đá vùi lấp khoảng gần 300 mét. Cũng theo một người dân ở gần vụ sạt lở, có ít nhất 4 ngôi nhà cạnh đường bị vùi lấp. Khi phát hiện những dấu hiệu sạt lở, nhiều xe ô tô đã dừng lưu thông và người trên xe cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường nên hạn chế thương vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa lớn kéo dài trong thời gian qua, đất đá tại khu vực mất độ kết dính và tràn xuống. Vụ sạt lở cũng đang gây ách tắc giao thông cục bộ cả hai chiều trên quốc lộ 2. Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã đến hiện trường bới đất, phá tường nhà để cứu một số người mắc kẹt ra ngoài và tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp. Chiếc xe khách và xe bán tải đã được đưa ra khỏi hiện trường. Để hỗ trợ các nạn nhân và gia đình bị ảnh hưởng, chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp, bao gồm việc cung cấp thực phẩm, nước uống và nơi trú ẩn tạm thời. Các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân trong khu vực cần cảnh giác với các dấu hiệu của sạt lở trong thời gian mưa lớn tiếp diễn. 23 giờ ngày 11 tháng 9, điện các phòng bệnh điều trị cho bệnh nhân trong vụ lũ quét Làng Nủ, huyện Bảo Yên, Lào Cai vẫn sáng đèn. Nhiều bệnh nhân không thể chợp mắt vì còn bàng hoàng sau thời khắc cận tử. Trong khi các y bác sĩ tiếp tục công tác chuyên môn, nhiều người nhà, bệnh nhân chưa thể chợp mắt, vẫn bàng hoàng sau khi thoát khỏi cửa tử. Thẫn thờ ngồi trên giường bệnh với những vết thương chi chít khắp người, ông Hoàng Văn Nhớ kể lại, sáng sớm kinh hoàng khi cả bản của ông bị lũ quét. Vì nền nhà có dấu hiệu nứt gãy, ông thức xuyên đêm để canh chừng cho gia đình 6 người đi ngủ. Khoảng 3 giờ sáng, vì quá mệt mỏi, ông thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, nhìn lên đã thấy cả bản mình biến mất. Xung quanh là nước, đất đá, cành cây. Ông Nhớ bị cuốn vào khu cánh đồng ngay đó. Ông Nhớ kể lại, tôi lồm cồm bò dậy khi thấy gần đó cũng có một người bèn lội đến cứu. Thì ra lại chính là con gái mình. Trong cơn hoảng loạn, hai bố con vừa kêu cứu, vừa dìu nhau bò lên chỗ cao. Khi ấy nước sau lưng vẫn cuồn cuộn tràn về. Đến giờ tôi vẫn kinh hãi, không thể ngủ nổi. Hoàng Nhung, con gái của ông Nhớ bị chấn thương nặng, được người cô chăm sóc. Nhung gặp khó khăn trong đi lại vì phần chân có nhiều vết thương. Gia đình Nhung có 8 người, 4 người đã được cứu và điều trị tại bệnh viện. 2 người còn lại mất tích, hiện chưa tìm thấy. 23 giờ 30 phút khuya ngày 11 tháng 9, bé Hoàng Ngọc Lan, 6 tuổi, vẫn thức vì kêu đau ở lưng và chân. Trong trận lũ quét kinh hoàng, bé may mắn được một người đi thăm nước đêm, gần đó cứu sống. Em sống ở thôn Làng Nủ cùng bố mẹ, hiện cả hai đều chưa được tìm thấy. Bà ngoại nghe tin dữ, sáng hôm đó tức tốc chạy vào viện chăm cháu gái. Ngọc Lan bị hội chứng vùi lấp, phổi của em bị sặc bởi bùn đất, nhiều phần da xây sát rất nặng. Đa số các bệnh nhân tại đây đều bị xây sát nặng ngoài da và một số tổn thương khác. 10 bệnh nhân có tình trạng nặng hơn đã được chuyển lên tuyến trên để điều trị. Ông Phạm Hồng Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên cho biết, hiện tình trạng các bệnh nhân khá phức tạp, cần theo dõi ít nhất một tuần nữa mới có thể kết luận chính xác. Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Khánh, Lào Cai thông tin về thiệt hại trong vụ lũ cuốn ở thôn Làng Nủ ngày 10 tháng 9. Thiệt hại về người tính đến 14 giờ ngày 11 tháng 9 tại Làng Nủ, tổng số trong thôn có 37 hộ với 158 nhân khẩu. Trong đó, người trên 70 tuổi là 3 người, trẻ em dưới 6 tuổi có 18 em, dưới 14 tuổi có 14 người. Lũ dữ làm 30 người thiệt mạng, đang điều trị 17 người, 46 người an toàn, chưa xác định mất tích 65 người.
đã xác định được danh tính 18 người tử vong, trong đó có 4 trẻ em gồm Hoàng Thị Xuyến, Hoàng Ngọc Bàn và vợ. Con trai ông Bàn sinh năm 2024 hiện mất tích, Hoàng Thị Lái sinh năm 1990, Hoàng Thị Đơm sinh năm 1968, Hoàng Văn Lưu sinh năm 2020, Hoàng Văn Tuân sinh năm 1987, Hoàng Thị Hương sinh năm 1989, Hoàng Thị Duy sinh năm 1987, Hoàng Thị Nghị, Nguyễn Văn Gióng sinh năm 1991, Hoàng Thị Thúy sinh năm 1994, Nguyễn Anh Quyết sinh năm 2017, Trương Thị Hoa, Hoàng Thị Tuyến sinh năm 2016, Hoàng Chí Linh sinh năm 2019, Hoàng Thị Liễn sinh năm 1961, Võ Thị Sơ sinh năm 1996. Trong số những người thiệt mạng, có 5 nạn nhân đã được mai táng. Tỉnh Lào Cai đang huy động hơn 600 người tham gia công tác tìm kiếm và cứu nạn, nhưng điều kiện thời tiết và địa hình khó khăn đang cản trở nỗ lực cứu hộ. Quân khu 2 đã điều động 300 cán bộ, chiến sĩ vào khu vực Phúc Khánh, trong đó 100 chiến sĩ tìm kiếm dọc sông Nủ từ sông chảy vào, 200 chiến sĩ sẽ vào tìm kiếm trực tiếp tại khu vực sạt lở. Ngoài ra, lực lượng quân đội, công an, dân quân của huyện và tỉnh khoảng 300 người cùng tham gia tìm kiếm, dẫn đường và cung cấp thông tin. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bảo Yên vừa có thư kêu gọi các đơn vị, cá nhân trên cả nước chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ quét, đặc biệt là các nạn nhân tại hai xã Phúc Khánh và Yên Sơn. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bảo Yên, trong những ngày qua, do ảnh hưởng cơn bão số 3, từ đêm ngày 6 tháng 9, trên địa bàn huyện Bảo Yên xảy ra mưa vừa, mưa to, kèm theo dông lốc, sét đánh tại các địa bàn xã, thị trấn gây ảnh hưởng thiệt hại lớn đến tài sản, cơ sở vật chất và đời sống của nhân dân. Đặc biệt trong hai ngày 8 và 9 tháng 9, mưa lớn kéo dài, cùng nước lũ dâng cao, trên địa bàn huyện đã xảy ra ngập úng, sạt lở đất đá nhiều nơi, mất điện, mất sóng điện thoại, mạng Internet, một số xã bị cô lập, khó khăn trong công tác thông tin ứng cứu. Tính đến 15 giờ ngày 10 tháng 9 đã có 20 người thiệt mạng, 6 người bị thương, trên 1.265 ngôi nhà bị hư hại, đổ sập, nước cuốn trôi, trên 700 hecta diện tích sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại, trên 21 công trình bị hư hỏng nặng. Ngoài ra, các tuyến đường thuộc địa phận các xã dọc sông chảy, sông Hồng bị ngập úng cục bộ, gây ách tắc giao thông và bị cô lập hoàn toàn. Đồng thời, một số tuyến đường giao thông nông thôn tại các xã, thị trấn bị sạt ta luy dương, đường giao thông với khối lượng đất đá lớn. Cấp ủy, chính quyền Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong huyện đã nỗ lực giúp đỡ người dân vùng thiên tai. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn hàng nghìn hộ dân rất khó khăn về nhà ở, nhiều tuyến đường giao thông, công trình, trường học, trạm y tế bị hư hỏng nặng nề. Đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn, đang rất cần sự quan tâm, chia sẻ, động viên hỗ trợ của các cấp, các ngành, các cơ quan doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!